Vũ Hải Như mất tích còn nhiều uẩn khúc. Thông tin từ bạn bè và gia đình Tiến cung cấp không khớp. Trước khi gặp bạn gái cũ, đối tượng cầm theo bao tải lớn nhưng lúc về lại đi tay không. Đến nay đã gần 3 tháng xảy ra sự việc đau lòng với cô gái xấu số đang độ 20 với nhiều hoài bão. Cuộc hỗ trợ tìm kiếm của các đoàn thiện nguyện đã khép lại. Thế nhưng gia đình Hải Như vẫn chưa một lần thôi hy vọng sẽ tìm thấy em bởi sự việc đến nay vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Mới đây chị của Hải Như đã đăng tải một dòng thông tin rất quan trọng. Nó là nghi vấn to đùng cho sự mất tích của em gái. Được biết camera nhà dân gần nơi đối tượng Tiến, người yêu cũ của Hải Như trọ có xuất hiện hình ảnh đáng ngờ. Hôm xảy ra sự việc, Tiến ra khỏi nhà vào đúng giờ mà Hải Như rời Thái Thịnh đi ra hướng đại lộ Thăng Long. Đáng nói khi đi, Tiến còn cầm theo một bao tải rất lớn, nhưng khi về lại đi tay không. Khi hỏi về chi tiết này, bạn bè của đối tượng khai nhận hôm đó Tiến mang quần áo về quê, thế nhưng thực tế gia đình lại phủ nhận rằng không hề biết việc này. Quan trọng là định vị điện thoại của Hải Như thì lại đang ở nhà Tiến trong khoảng thời gian từ 21:30 đến 23:33. Một chi tiết quan trọng khác là bạn cùng trọ với Tiến khai, sáng ngày 15 tháng 7 trước khi quyên sinh, Tiến trở về phòng trọ mặc áo chống nắng nữ, người ướt sũng bùn đất nên vội vàng vào phòng tắm rửa thay đồ. Vậy tối hôm ấy Tiến đi đâu, làm gì, bao tải và Hải Như cũng không thấy nữa. Vẫn biết sự việc vẫn còn nhiều uẩn khúc, Hải Như thì chưa rõ tung tích, còn Tiến thì đã mất, nhưng mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm đưa sự việc ra ánh sáng.